Rồi hôm nay Quân sẽ tiến hành hướng dẫn cho chúng ta cách chúng ta sáng tác nhạc trên nền beat chúng ta soạn trước. Hôm trước thì chúng ta đã xem qua cái clip là hướng dẫn sáng tác nhạc pop ballad rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành qua cái buổi giảng này. Đầu tiên chúng ta hãy nghe qua trước một cái beat mà Quân đã soạn trước nha. Rồi cơ bản như thế thì mình sẽ vào cái văn bản nè. Thì sáng tác nhạc trên nền beat soạn trước, từ thường thường á, đây là dòng R&B hoặc là pop dance ha. Thì thông thường là như thế nha các bạn ha. Thì các bước tiến hành như sau. Thì đầu tiên chúng ta phải tạo được một cái beat nhạc từ một vòng hòa âm. Thì trong cái bài này á, trong cái bài Quân cho các bạn xem á, thì cái vòng âm của Quân á thì khoảng 32 phách, bao gồm các hợp âm là la thăng thứ ha, pha thứ, pha thăng, son thăng, đô thăng. Rồi, này là trưởng nha, cái nào có m thứ các bạn nha. Rồi, la thăng thứ, rồi pha thăng trưởng, pha trưởng và kết thúc là la thăng thứ ha. Đó là bước 1, và bước 1 Quân đã hoàn thành xong là Quân đã soạn xong cái beat rồi nha. Rồi. Ở bước 2. Bước 2 thì chúng ta bắt đầu viết giai điệu và viết lời ha. Thì mình tiến hành bước này. Bước 3 mình thu âm, mix master và cuối cùng chúng ta đóng gói sản phẩm phát hành chuyên nghiệp ha. Thì mình sẽ viết trước cái giai điệu, Quân đã tạo một cái track ở đây rồi ha. Thì trong cái bài này 32 bit là từ khuôn 1 cho đến khuôn số 9, hết hết khuôn số 8 ha. Thì tổng cộng có 32 bit các bạn, là tempo là 95 ha, 95. Đây là phần intro nè. Tới đây nó quay trở lại một cái vòng, là nó quay trở lại vòng ban đầu luôn. Tức là tới đây nó lặp lại, lặp lại từng vòng, cứ một vòng nó lặp lại một lần. Cứ sau 32 phát nó lặp lại một lần. Đó là cách chúng ta sáng tác cái beat, cái hòa âm trước. Rồi, Quân đã tạo được rất giai điệu, Quân sẽ tiến hành soạn cho các bạn xem nhé. Rồi, mình vào FL Case. Rồi mình sẽ nghe ha. Mình feel theo. Rồi, mình soạn nhé. Rồi một câu. Rồi bạn nghe thử một câu Quân vừa soạn nè. Đó, Quân vừa soạn xong, sáng tác xong. Rồi câu 2, câu 2. Bạn soạn melody, chúng ta vừa soạn vừa nghe trên nền beat á, để nó tránh lệch. Ví dụ mình soạn lệch một câu là nghe nó sượng liền nha. Thấy không? Nó sượng liền, phải soạn vừa nghe. Cái đôi tai mình nó quan trọng, mình feel theo beat mà. Đó. Rồi, câu 2, bạn nghe full là câu 2. Rồi.
bạn nghe câu số 3. Rồi nghe điệp khúc nè. Rồi điệp khúc mình soạn cao hơn xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cái điệp khúc nè. Rồi đó, cơ bản là cái giai điệu đã xong ha. Đấy, mình sẽ nghe lại full cái giai điệu nè. Chỗ này mình muốn viết một đoạn rap melody thì mình viết luôn à, rap melody hoặc là chúng ta để chúng ta đọc rap hoặc là mình làm rap melody, thì ở đây Quân làm một đoạn rap melody ha. Rap melody các bạn nha. Thank you.
Như vậy là đã xong. Chỗ này là quân sẽ bắt đầu là cho nó hát lại từ đầu. Là cứ bị nó qua. Đây. Đây. Đó, sau khi chúng ta đã viết giai điệu xong, chúng ta bắt đầu viết lời mà chúng ta thu âm à, đóng gói sản phẩm phát hành. Thì bây giờ Quân sẽ cho các bạn nghe cái sản phẩm sau khi mà Quân đã viết lời và đã thu âm rồi như thế nào nha. Đó, Quân sẽ kéo cái file này vào đây. Đây, đây là bản bản Quân đã thu âm rồi ha. Rồi, ngay từ khúc này đi. Trong tim em nay đã có ai cho em mơ đôi vai, tháng năm tôi nên dừng lại. Em đi qua như giấc mơ say, bao nhiêu yêu dấu hôm nay giờ đã vứt xa trời mây. Có những lúc ta nhìn thấy nhau không sao nên lời, vì người ở nơi chốn đây mà đôi mắt anh xa tầm tay. Giấc mơ ngày xưa giờ chỉ là quá khứ, và chỉ còn lại vài dòng tâm tư. Gửi em ơi em còn nhớ nơi này không? Lướt qua đời tôi chỉ còn là bóng tôi, nay con tim đau mình tôi. Xóa đi bao yêu thương ngày nào khi ta đã chào. Rồi đường chiều về hôm nay như một kịch bản nào ai hay, tình cờ gặp em tay trong tay cùng cái này là rap ai. Melody các bạn, rap xuân ấy melody. Thấp thoáng thế nhưng giờ đã phai. Cùng một nụ cười trên môi những người về cùng chẳng là tôi, đau tự vào vai một người nào đó mỉm cười. Giờ nhìn nhau không nói nên lời. Trong tim em nay đã có ai cho em mơ ước đôi vai, tháng năm tôi nên dừng lại. Qua như giấc mơ say, bao nhiêu yêu dấu hôm nay giờ đã khuất xa trời mây. Có những lúc ta nhìn thấy nhau không sao nên lời, vì người ở nơi chốn đây mà đôi mắt anh xa tầm tay. Giấc mơ ngày xưa giờ chỉ là quá khứ, và chỉ còn lại vài dòng tâm tư. Gửi về em ơi em còn nhớ nơi này không? Rồi đường chiều về hôm nay như một kịch bản nào ai hay, tình cờ gặp em tay trong tay cùng ai. Màu xuân nay thấp thoáng thế nhưng giờ đã phai. Cùng một nụ cười trên môi những người về cùng chẳng là tôi, đau tự vào vai một người nào đó mỉm cười. Giờ nhìn nhau không nói nên lời. Giấc mơ ngày xưa giờ chỉ là quá khứ, và chỉ còn lại vài dòng tâm tư. Gửi về em ơi em còn nhớ nơi này không? Là bóng tôi, nay con tim đau mình tôi. Xóa đi bao yêu thương ngày nào khi ta đã chào.
rồi, như vậy đã xong. Đấy, xong sản phẩm để mình có thể phát hành. Rồi thì rất hy vọng bài này sẽ hữu ích cho các bạn nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi giảng sau. Xin chào và hẹn gặp lại.